Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 5 năm thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu như kế hoạch đề ra. Thực hiện nghị quyết số 18 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 22 phòng ban, khoa trực thuộc. Khối chính quyền sắp xếp kiện toàn lại 17 sở ngành, giảm 5 chi cục trực thuộc sở và 51 phòng trực thuộc sở, ngành chi cục. Có 6 huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, 4 huyện còn lại đang triển khai. Về tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 421 người, sắp nhập 38 thôn thành 19 thôn mới. Tỉnh triển khai quyết liệt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay, kết quả đạt tỷ lệ gần 94%. Thực hiện nghị quyết số 19, toàn tỉnh giảm được gần 11% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm trên 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Giải thể 7 trạm y tế cấp xã, nơi đã có trung tâm y tế cấp huyện, việc đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, nên đã góp phần quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội nghị đã triển khai dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18, thực hiện kết luận số 28 ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2022-2025. Dự thảo kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 19 giai đoạn 2022-2025. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính tại một số đơn vị, chuyển đổi cơ chế tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong các cấp học mầm non, phổ thông. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong gần 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghị quyết về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy có chuyển biến rõ nét, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao chất lượng và được cơ cấu lại theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi Ban tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện hai cái báo cáo đấy, đặc biệt là những kiến nghị đề xuất, những tiếng nói từ góc độ địa phương với trung ương qua 5 năm thực hiện hai cái nghị quyết này đấy, có các kiến nghị đề xuất rất là cụ thể. Chúng ta tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà trong phạm vi của ta có thể thực hiện được và phải thực hiện hoàn thành ngay trong năm, là tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo triển khai tốt thực hiện nghị quyết số 18, 19 và kế hoạch số 88 cũng như chương trình số 24 nhằm nâng cao nhận thức, sự thống nhất về mặt ý chí và hành động trong hệ thống chính trị của chúng ta, trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động về việc tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy cũng như là nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ rồi mối quan hệ công tác giữa các tổ chức cơ quan đơn vị, các địa phương cơ quan trong việc hoàn thiện và thực hiện các cái danh mục vị trí việc làm rồi mô tả vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức trong tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị để chúng ta xác định được số lượng chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta trong từng đơn vị, rồi đẩy mạnh quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý và tổ chức hoạt động các cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nghị quyết trung ương rồi các kế hoạch chương trình của tỉnh ủy, của các cấp ủy đã ban hành để đảm bảo chúng ta thực hiện nghiêm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm có hiệu quả để chúng ta làm cơ sở nhân rộng.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra trong các nghị quyết kế hoạch, chương trình hành động, tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để xác định số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức từng đơn vị, qua đó có căn cứ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Không bao giờ nó đơn giản cả.